quay trực tiếp trên đấy không? Phát trực tiếp rồi. Biết từ trước. Bọn EZ đây, nó đi học xong rồi quay up mà nó có vụ của USB Black này. Bao nhiêu bài học học xong rồi up lên đấy. Nè, trước khi chúng ta học quy tắc quay. Hỏi gì ông sơn nhạc nhẽo đâu hay hết. Chứ không chứ không có thắt quay. Thì cứ quay thử nghiệm nha. Rồi. Các bạn á nhìn tôi hướng dẫn nè. Rồi rồi. Bây giờ tôi sẽ nói qua một vòng là mình thử nghiệm sao. Rồi các chế quay quy đại và cản gì đó. Rồi mình up lên. Rồi sau đó hình dung được cái quy trình rồi, tôi sẽ đưa ra quy tắc ha. Tôi muốn các bạn thực hành trước rồi học hành sau. Các bạn á nhìn kỹ nè. Mình sẽ có cái nút quay phim như đây đúng không? À, nếu mà mình bấm vào trong đó, nó sẽ hiện ra cái màn hình này nào. Lưu ý, nếu trong máy của mình đã sản xuất rồi mấy cái video, mình có thể up cái video lên được đó nha. Và mình có những cái phần mềm nào có giúp mình sản xuất video sống ảo trong màn điện thoại ta? Cái phần mềm mà gian hồ xài nhiều nhất hiện nay đó là làm video sống ảo là phần mềm gì nhỉ? À, TikTok. Mình có thể dùng TikTok để làm những cái video rất hấp dẫn ở trong điện thoại, hoặc là Viva video đúng không? Nhiều lắm, mình có là làm quay nhiều video, mình ghép lại, mình xuất bản ra, rồi mình lưu trong điện thoại, mình phải up thẳng lên luôn. Nhưng mà cái chút đó mình sẽ bàn cái chuyện đó sau. Bây giờ mình quay đại. Lúc lưu ý á, lúc quay là quay ngang nha, để ngang quay, thì lên nó sẽ đẹp hơn. Để ngang quay gì là quay gì? Thích quay ai quay? Quay người ngồi kế bên, cầm cái con chuột lên mà quay. Cầm cái gì đó lên quay phải giữ được, quay chừng ngắn chừng 15 giây thôi, úp gió lẹ, bạn chậm, úp lâu lắm. Rồi, rồi, nếu mà quay á, thì mình chọn lúc ghi hình đây nè, đừng có làm. Hello. Yes. Ok, đổi với chào bạn nha, khi mà tới hello á, bạn sẽ dắt cái điện mạnh nha, sẽ dắt lại điện mạnh, mình tỉnh đủ lại, mình làm tiếp nha. Hello. Yes. Được rồi, rồi đừng có làm hết giờ nè. Ở chúng ta, mấy giờ quay, thì các bạn á, sẽ nói giùm tôi chừng vài câu trong vòng 30 giây. À, cái sản phẩm này là cái gì? Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn về cái chai nước khoáng Lavi. Sản phẩm này là ai? Sản phẩm này dành cho các bạn nào đang đi hội thảo rất là khát nước, hoặc là đang đi ngoài đường du lịch. À, giúp ích gì, công dụng gì? Uống thì sống thôi, gì đâu mà. Rồi các đại điểm, mình tính nó hay mua hàng nó đại vô đi. Không, cái này cái đơn giản hơn, mình sẽ có cái chương truyền thông ra. Sau khi quay vớ vẩn xong, nước sông Đà. Mình đặt tiêu đề. Bạn á, có thể là anh dễ từ phát sản phẩm bao gồm thể loại cộng ren nam cộng hộ tính vào đó, ví dụ về xanh đan cao gốc rolling màu hồng, ví dụ như là bộ bộ đồ lót ngủ siêu mỏng màu tím elite hay gì như vậy, nghĩa là bao gồm là thể loại là đồ lót ren nam elite, hộ tính là siêu mỏng đồ ngủ đúng không ạ. À, một cái từ khóa sản phẩm đó mô tả đây nè. Bạn viết đâu đó tầm chừng là 3 dòng đến 5 dòng. Bạn để cái tiêu đề vô cho nó 2 lần lại. Cái tiêu đề bây giờ là từ khóa sản phẩm rồi, nó để 2 lần lại cho tôi. Cái chỗ mà viết á, nếu mà các bạn á lười viết, bạn có một chia sau đây. Bao nhiêu bạn á từng xài tính năng là mình nói như cái điện thoại đó, hiện ra chữ, ai từng xài chưa? Voice search chưa? Có voice search chưa? Voice search được đúng không? À, thì á, ở khung sọt á, mình có cái phần này nè, nút micro đấy không ạ? À? Nếu mình bấm những lúc video này nè, mình nói nó sẽ hiện ra chữ đúng không, cho nó lẹ. Nhưng khi các bạn viết thì không phải chữ nào mà chém gió thì giỏi, thì các bạn hãy dùng cái tính năng chém gió của mình, mình dùng tính năng video này để mình viết tương tác ra chữ được không ạ. Sau đó các bạn up lên luôn cho tôi. Rồi đây là cái hướng dẫn nãy giờ của tôi đó,
các bạn tới 5 phút quay một cái vớ bẩn nó úp lên, rồi tôi sẽ là hướng dẫn bạn tới lưu lại. Lưu ý quay nghe nha, mọi người có 5 phút để mà phá, 5 phút có